Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo cáo trạng, tối ngày 15 tháng 4, sau khi nhậu cùng đồng đội trong đơn vị, Phúc nhận được điện thoại của bạn gái nói lời chia tay. Buồn bã, Viên Trung Sĩ có ý định sẽ sang thế giới bên kia vì tình, nên qua phòng anh Đoàn Hoàng Tặng tìm chìa khóa mở kho vũ khí, lấy súng, hai chiếc còng cùng ba băng đạn. Sau đó, Phúc quay lại lấy áo khoác và lục ba lô của anh Tặng lấy gần 3,5 triệu đồng rồi lái xe về hướng trung tâm quận Ô Môn. Trên đường đi, bị cáo Phúc đã lắp một băng đạn vào khẩu súng AK, lấy áo khoác cuốn súng lại để ở ba ga trước của xe, hai băng đạn còn lại và hai chiếc còng anh ta cất vào lưng quần. 1:10 ngày 16 tháng 4, Phúc đến nhà nghỉ 555, phường quận Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thuê phòng số 34. Trả lời hội đồng xét xử, anh Nguyễn Bé Lữ cho biết khi nhận phòng, bị cáo Phúc cho 100.000 đồng. Sau đó, khi mang mì gói và nước suối vào phòng thì bị Phúc giơ súng lên trước mặt rồi khống chế và còng tay lại. Sau đó, bị cáo đưa tôi lên sân thượng. Ở đây, có nghe Phúc nói chuyện điện thoại với ai đó bị hại kể. Còn ba nhân viên nhà nghỉ là Tâm, Tiến và Ngọc trình bày khi chờ lâu không thấy anh Lữ xuống nên cả ba lên sân thượng tìm. Vừa đẩy cửa, bước vào thì thấy anh Lữ bị còng tay và nghe tiếng Phúc la lớn: đứng yên, nếu không tao bóp còi. Do trời tối, cả ba đều không nhìn rõ người khách có cầm súng hay không. Sợ hãi, các thanh niên nay bỏ chạy xuống cầu thang và nghe tiếng nổ như không ai bị thương. Tại phiên tòa, các nhân viên nhà nghỉ không đòi bồi thường thiệt hại và mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tống Hoàng Phúc. Lúc đó, tôi cũng sợ, nhưng Phúc không hăm dọa và có kể hoàn cảnh gia đình và chuyện bạn gái đòi chia tay. Tôi thấy bị cáo không làm hại gì tới mình và cũng thông cảm cho Phúc nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, anh Lữ trình bày. Có mặt tại phiên tòa, ông Nguyễn Phong Lưu, Phó trưởng Công an phường Châu Văn Liêm cho biết hôm xảy ra sự việc, ông trực chỉ huy tại trụ sở công an phường. Khi nhận tin báo, ông cùng với hai cán bộ công an đi đến nhà nghỉ. Lúc đó, ông Phong nghe tiếng nói lớn từ trên sân thượng vọng xuống: dừng lại, nếu không ta bóp còi. Vài giây sau, loạt tiếng nổ vang lên nhưng không trúng ông Phong và hai người đi cùng. Khi ổn định vị trí chiến đấu, vị phó trưởng công an báo cáo sự việc lên cấp trên để huy động thêm lực lượng hỗ trợ. Phúc ra yêu sách phải đưa đến một ô tô đổ đầy xăng do tài xế nữ cầm lái và trên xe phải có người mình yêu để gây áp lực. Nam thanh niên này dùng hàng nóng nã vào tường kính trên sân thượng. Cứ khoảng 15 phút, anh ta lại nã 2-3 phát đạn xung quanh. Có lúc, Phúc nhắm về hướng bến xe quận Ô Môn và cây xăng gần đó làm bể kính hai ô tô và trụ bơm xăng. Công an thành phố Cần Thơ phân công đại đội cảnh sát cơ động và lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đến hiện trường phối hợp với công an địa phương triển khai phương án xử lý tình huống giải cứu con tim. Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ vừa thuyết phục Phúc buông vũ khí vừa đưa cha mẹ anh ta đến kêu gọi. Đến 6:40 cùng ngày, Phúc buông hàng nóng khi thấy cha mẹ đang tiến lại gần. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã chĩa nhiều mũi tiếp cận nhanh chóng, tước đoạt vũ khí, khống chế Phúc và giải thoát con tin an toàn. Trả lời thẩm vấn sáng nay, giọng điềm tĩnh, bị cáo Phúc cho biết rất hối hận về những gì đã gây ra, giải thích về số tiền trộm của đồng đội, nhưng sau đó lại cho anh Lữ khi bắt làm con tim. Phúc nói, vì bị cáo bắt oan anh ấy, muốn bù đắp. Tại phiên tòa,
bị cáo Tống Hoàng Phúc tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Phúc nói nguyên nhân gây ra vụ việc là do bạn gái chia tay nên buồn chán dẫn đến ý định quyên sinh nên trộm vũ khí của đơn vị. Trong lúc cầm áo khoác, Phúc lục ba lô lấy hơn 3,5 triệu đồng của một đồng nghiệp vì lúc đó trong túi không có tiền. Trên đường đi, Phúc thấy nhà nghỉ 555 nên ghé vào thuê phòng với mục đích gọi bạn gái đến gặp mặt lần cuối rồi quyên sinh. Trong lúc nhân viên nhà nghỉ mang mì gói lên phòng, sợ anh Lữ phát hiện mình mang theo hàng nóng nên Phúc khống chế nạn nhân để che giấu việc làm của mình chứ không có ý định gây hại nạn nhân. Khi chủ tọa hỏi lúc bóc còi, bị cáo có nhắm vào ai trong ba nhân viên nhà nghỉ không? Phúc trả lời, bị cáo không nhắm vào ai, chỉ bóc còi chứ không có ý định làm hại ai. Bị cáo chỉ muốn gặp người yêu lần cuối rồi quyên sinh để chứng tỏ tình cảm của mình. Bị cáo có nhớ mình đã nã bao nhiêu viên đạn không? Bị cáo không nhớ, chỉ nhớ nhắm vào kính, phía cây xăng, bến xe, còn bao nhiêu thì không biết. Phúc nói, trong phiên tòa buổi sáng, bạn gái của bị cáo Phúc có đơn xin vắng mặt. Kiểm sát viên giữ quyền công tố và luật sư bào chữa cùng quan điểm. Bạn gái của bị cáo đã có lời khai tại cơ quan điều tra về việc vắng mặt không ảnh hưởng đến vụ án. Sau giờ nghị án, Tòa án Nhân dân huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Tống Hoàng Phúc, 21 tuổi, 9 năm, 9 tháng tù giam vì các tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng người, trộm tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Khi công an dẫn giải Phúc ra xe tù để về trại giam, cha mẹ bị cáo ngồi trên ghế đá khóc ngất. Có thể thấy nguyên trung sĩ công an đã gây ra một thảm án gây chấn động ở Cần Thơ. Hắn đã cướp súng của đồng đội và vào nhà nghỉ khống chế con tim. Đứng trước sự bao vây của hàng chục công an, tên này không ngần ngại bóc còi chống trả, gây ra cảnh tượng láo loạn trên cả địa bàn thành phố. Chỉ trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ về tình yêu, một người đã vứt cả một sự nghiệp phía trước và rơi vào vòng lao lý. Cuối cùng, chỉ còn lại hậu quả đau lòng và sự hụt hẫng của bố mẹ vì hành động bồng bột của đứa con. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.